Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chiều hôm qua đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở 7 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Văn Dũng cùng tiếp đoàn. Tính đến tháng 7 năm 2024, Đồng Tháp có trên 1.370 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 87.500 đoàn viên. Riêng trong 7 tháng của năm 2024, thành lập 23 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, kết nạp mới gần 4.200 đoàn viên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng cho biết, Đồng Tháp là địa phương có nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ lẻ, số lượng lao động biến động liên tục. Đây là một trong những khó khăn trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở. Trưởng đoàn công tác bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, vận động để người lao động thấy được những lợi ích khi tham gia công đoàn, thể hiện vai trò của Liên đoàn Lao động trong việc giải quyết quyền lợi của người lao động, khảo sát, nắm tình hình các doanh nghiệp, số lượng lao động để tiếp tục mở rộng tổ chức công đoàn.